Chim cánh cụt hoàng đế Emperor Penguin là loài chim sống ở Nam Cực. Với chiều cao khoảng 1,2 mét và trọng lượng lên đến 40 kg, chúng là loài chim cánh cụt lớn nhất. Chim cánh cụt hoàng đế có khả năng bơi tốt, và thậm chí có thể sống dưới nước trong thời gian dài để săn mồi. Đặc biệt, chúng có khả năng trèo lên đồng băng cao để tránh ngập nước và bảo vệ con non. Chim được gác trứng trên chừng trong suốt khoảng thời gian dài khi chim mái đi săn. Chim cánh cụt hoàng đế có cách sống độc đáo và là một trong những loài động vật quý hiếm và đáng yêu của hành tinh chúng ta.